Xin chào tất cả các chị em. Khi mà các chị em đang có sản phẩm thảo mộc và cống điện của Nga trên tay đó, hoặc là với những chị em nào mà đang tìm hiểu cái sản phẩm này, thì các chị em lăn tăn trong đầu là gì ạ? Không biết là cái sản phẩm này nó có thực sự là chữa khỏi bệnh phụ khoa cho chúng ta không, nó thực sự có vi diệu làm xe khít làm hồng hay không. Và khi mà Gấm chia sẻ là cái sản phẩm này có dấu hiệu khỏi bệnh rất rõ ràng là như thế nào, thì hôm nay Gấm sẽ giúp các chị em giải đáp những câu hỏi trong đầu các chị em còn đang lăn tăn các chị em nhé. Cũng như những chị em nào mà đang chuẩn bị sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta yên tâm hơn, và những chị em nào mà có sản phẩm này trong tay thì chúng ta sẽ kiên trì hơn các chị em nhé. Lời đầu tiên cho Gấm gửi lời cảm ơn tất cả các chị em và các chị em đã cho Gấm một cơ hội để được chăm sóc, bảo vệ toàn bộ hệ sinh sản của chúng ta. Bởi vì là gì ạ? Cấu tạo bộ phận sinh sản của chúng ta đầy đủ là từ là gì ạ? Hai bên vòi trứng, hai bên buồng trứng, tử cung, cổ tử cung và âm đạo. Đấy là cho Gấm được cơ hội để chăm sóc toàn bộ hệ sinh sản của chúng ta và giữ nguyên vẹn cái hệ sinh sản cho người phụ nữ. Khi mà cấu tạo bộ phận sinh sản như thế này, có thiếu đi một trong những cái bộ phận đó thì chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là sắc đẹp của người phụ nữ, đúng không ạ? Có những chị em thì đã bị cắt bên buồng trứng hoặc là cả hai bên buồng trứng, hay vòi trứng, tử cung hay cổ tử cung của chúng ta, rất là thiệt thòi luôn. Thì như vậy là cho Gấm cảm ơn các chị em đã tin tưởng Gấm để cho Gấm có cơ hội bảo vệ và chăm sóc sức khỏe hệ sinh sản của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng quả cầu này thì các chị em hãy đọc kỹ cuốn tài liệu này các chị em nhé. Đọc kỹ cuốn tài liệu này, trong đây có 26 câu hỏi và câu trả lời trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm rồi, thì chúng ta sẽ yên tâm hơn là chúng ta đang gặp ở cái vấn đề nào. Vì sản phẩm này nó đặc bệnh, nó công bệnh cho người dùng rất mạnh, chứ nó không êm ru như những cái sản phẩm trước đây chúng ta đã dùng, và nó không chữa khỏi bệnh chúng ta mà bệnh còn nặng hơn. Thế thì khi chúng ta đặt viên đầu tiên thì bã thảo mộc nó rơi ra, đồng thời là gì ạ? Khi chúng ta đặt, chúng ta có những hiện tượng nó đặc bệnh này, có những người thì đau lưng, đó là do cái sản phẩm mình đang co lưng tử cung của chúng ta lên. Cái thứ hai là có những chị em thì nóng rát ngứa sưng đó, nóng rát ngứa sưng, hay là thậm chí là ra máu, thậm chí là ngứa hơn rất nhiều, thậm chí là ra mủ, ra dịch hơn rất là nhiều. Thế thì khi đặt vào thì nó sẽ hút ở gì ạ? Vòi trứng, buồng trứng, tử cung, cổ tử cung, âm đạo, sau đó nó mới tự đẩy bẩn ra bên ngoài. Thế cho nên là khi chúng ta đặt nhé, khi chúng ta đặt nó sẽ hút như vậy. Thế cho nên là chúng ta mà không hiểu biết, hoặc chúng ta chưa được xem clip này, hoặc là khi Gấm tư vấn rất kỹ các chị em không nhớ, thì các chị em nghĩ là càng đặt cái sản phẩm này nó lại càng gì ạ? Nó lại càng công, nó lại càng bệnh nặng hơn chúng ta. Thì chúng ta nghi ngờ và chúng ta dừng lại, thì chúng ta lại gì, đánh mất cơ hội khỏi bệnh của mình. Bởi vì cái sản phẩm này làm sao ạ? Nó có dấu hiệu khỏi bệnh rất rõ ràng, và nó điều trị khỏi tận gốc, không tái phát là như vậy. Thế cho nên là nó hút hết ra và nó tự đẩy ra bên ngoài. Chúng ta hãy yên tâm, tất cả những hiện tượng khó chịu đấy nó sẽ kết thúc khi chúng ta đặt các viên tiếp theo. Các chị em nhé, hãy kiên trì đúng đủ đều. Nếu những chị em nào mà đặt được 5 hộp rồi, thấy mảng bẩn nó ra trắng tinh rồi, thì đó là dấu hiệu khỏi bệnh của chúng ta. Và lúc đó mỗi tháng chúng ta chỉ cần duy trì đặt sạch tinh sau 3 ngày, chúng ta đặt một viên để chúng ta bảo dưỡng và chúng ta đẩy hết những độc tố bẩn trong cái tháng đó ra bên ngoài các chị em nhé. Và nếu như chúng ta mà đặt hết 5 hộp rồi mà chúng ta vẫn còn thấy bẩn, mà chưa thấy cái dấu hiệu trắng, chưa thấy dấu hiệu khỏi bệnh, thì chúng ta tiếp tục chúng ta đặt. Và chúng ta muốn đi khám thì chúng ta cũng hãy gì ạ? Ngưng lại đặt ít nhất là một tháng thì chúng ta hãng đi khám các chị em nhé. Thế cho nên là phải hiểu biết là gì ạ? Đặt thấy nó nóng rát ngứa sưng, thậm chí nó ngứa hơn rất là nhiều, thậm chí là nó sưng hơn, thậm chí là nó ra máu, nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó là gây nên bệnh phụ khoa chúng ta, nó gây nên viêm chúng ta, và để lâu nó gây ra ung thư cho chúng ta. Cho nên là cái sản phẩm chữa tận gốc là nó phải lôi hết những thứ đó đẩy ra bên ngoài chúng ta. Thì gì ạ? Có những chị em thì đặt nó không ra nhiều bởi vì họ rất là sạch, nhưng có chị em ra nhiều như vậy thì chúng ta phải mừng. Nó ra nước, hay nó ra mủ, hay nó ra dịch, hay nó ra máu, tất cả những cái thứ đó đều là tốt các chị em nhé. Cho nên là chúng ta hãy kiên trì đúng đủ đều. Gấm can đoan các chị em đặt những dấu hiệu khỏi bệnh là chúng ta sẽ khỏi bệnh, và còn được xe khít, được hồng, được nước non giả giả nữa, cho chúng ta yên tâm các chị em nhé. Khó chịu đấy sẽ kết thúc khi chúng ta tiếp tục đặt các viên tiếp theo. Cho nên là hãy inbox thường xuyên với Gấm, nhắn tin với Gấm để Gấm đồng hành cùng tất cả các chị em đến khi khỏi bệnh thì thôi các chị em nhé.